Xin giới thiệu các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại nhà ông bà ông trưởng của giáo họ ca đoàn của giáo họ Vắt Cấp để tập hát cho mai có một lễ cưới và lúc diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Hôm nay mình sẽ quay cảnh nhà ông trưởng ca, cũng là tối hôm nay tập. Mời các bạn nghe các bản thánh ca của lễ cưới cho ngày mai. Giờ mình sẽ quay cảnh của nhà ông bà ông trưởng. Các bạn ơi, Tết sắp đến rồi, hoa nở điện nhai. Nhà ông bà ông trưởng rất là đẹp. Tối nay sẽ tập tại nhà ông trưởng này. Nhà ông bà ông trưởng úy đây là có đài Đức Mẹ rất lớn các bạn nhé. Có rất nhiều cây cảnh rất là đẹp.
bạn nhìn cây sung nó đẹp. Vâng, chào các bà nhá. Chào bà Trương. Võ Thị Hà đó hả? Phạm Thị Hà. À chết rồi, vậy đã có họ với mình rồi. Hả? Có họ với tớ rồi. Ừ. Thưa các bạn, hôm nay là lễ cưới của Nguyễn Anh Tuấn lấy chị Phạm Thị Hồng Mơ. Một người thì trai thì thuộc về gốc giáo xứ Vinh Sơn, giáo phận Thái Bình. Bây giờ thì đang sinh sống tại giáo xứ Cam Châu, cũng giáo phận Thái Bình. Còn Phạm Thị Hồng Mơ thì người giáo họ Vát Cấp, trực thuộc về giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bắc Trạch, giáo phận Thái Bình. Tối nay mình sẽ tập và hát cho ca đoàn, để sáng mai đúng 9 giờ cha dâng thánh lễ hôn phối cho đôi tân hôn. Mình sẽ quay cảnh nhà ông trưởng, ông bà ông trưởng ca của giáo họ Vát Cấp là ông Bùi Văn Úy. Nhà rất là đẹp, lắm cây kiểng. Miền Bắc gọi cây cảnh, miền Nam gọi cây kiểng các bạn. Đấy, chưa đến Tết. Mới đến Tết dương lịch thôi, chưa phải là Tết âm lịch. Ông bà ông trưởng ca đã chuẩn bị quất cảnh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.